thể nói cây hoa sen không chỉ đẹp về hình dáng mà còn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Hoa sen tượng trưng cho sự trong trắng, tinh khiết. Cây thường được trồng làm cây cảnh ngoại thất, cây trang trí trong hồ rất đẹp. Ngoài những giá trị thẩm mỹ tuyệt vời ấy, thì cây sen còn mang giá trị kinh tế rất cao. Như lá sen dùng làm gói thức ăn, ngó sen làm dưa, gói hay nấu canh, củ sen nấu thức ăn, hạt dùng tươi hoặc sấy khô nấu chè đều ngon. Nhụy sen ướp trà, một số bộ phận của sen còn làm được thuốc trị bệnh rất tốt. Công dụng bổ ích là thế, tuy nhiên ngày nay dưới sự tác động của con người đã làm giảm đi giá trị của chúng, trong đó phải kể đến ngó sen, nguyên liệu chính đã làm nên món gỏi ngó sen nổi tiếng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, không ít nơi đã dùng hóa chất công nghiệp để tẩy trắng ngó sen, củ sen để bày bán. Điều đáng nói là các loại hóa chất này gây ra tác hại không nhỏ cho sức khỏe con người mà người tiêu dùng không biết hoặc ít quan tâm. Nạn rau củ và các loại hải sản ngậm chất tẩy trắng rộ lên nhiều năm nay, nhưng ít ai biết được nguồn gốc của chất tẩy trắng là những hóa chất công nghiệp vô cùng độc hại. Tại các chợ, số lượng sen lớn trắng, tinh được bày bán thế này. Lâu nay, ai cũng biết ngó sen là loại rau sạch vì sen sống trong môi trường ao hồ nước ngọt. Tuy nhiên, với thị trường của thực phẩm như hiện nay thì nó đã không còn như thế. Chúng ta cũng biết rằng, thí dụ một món gỏi thì cái ngó sen nó phải thật là trắng. Thì cái mức độ trắng tinh khiết đó, lẫn với lại cà rốt, rồi lẫn với tôm thịt vân vân, nó tạo thành cái màu rất là đẹp. Và một cái dở của cái ngó sen là khi đem lên khỏi mặt nước và khi người ta lột cái vỏ ngoài của nó đi, thì các cái thành phần của nó bị oxit hóa bởi cái không khí nè, thì nó làm cho cái màu nó đen lại. Và chính vì vậy cái ngó sen người ta phải xử lý để cho luôn luôn nó giữ cái độ trắng của nó. Thì chúng ta biết rằng trong các cái chất tẩy trắng đó, nó có cái loại chất tẩy trắng dùng trong thực phẩm và chất tẩy trắng công nghiệp. Thì người ta cho phép cái chất tẩy trắng thực phẩm có thể sử dụng ở một liều lượng nào đó. Các chất tẩy trắng thực phẩm thì thông thường nó là natri sulfate hoặc natri bisulfate. Thì một cái hàm lượng nhất định người ta thường sử dụng trong cái ủ để lên men của cái quả nho để làm rượu vang. Thì cái đó nó không gây độc ở cái hàm lượng nhất định như vậy. Và các trong thực phẩm người ta cũng có thể cho phép một liều lượng nào đó để người ta làm trong cái thực phẩm chúng ta ăn. Nhưng mà cái người sử dụng đó, với lại cái việc mà cung cấp các cái hóa chất này nó dễ dàng quá, cho nên vì cái người sử dụng họ muốn lời nhiều hơn, thay vì họ mua các chất tẩy trắng dùng cho thực phẩm thì họ có thể sử dụng cái chất tẩy trắng công nghiệp. Mà cái chất tẩy trắng công nghiệp thì chắc chắn nó sẽ gây hại. Chất tẩy trắng công nghiệp chỉ sử dụng cho công nghiệp, nhưng mà bây giờ mình dùng vô trong thực phẩm thì... Mà ngoài ra nữa đó, thì cái hàm lượng thường thường người ta cho nhiều để làm chi? Giữ trắng lâu, rồi giữ độ giòn, rồi dai, rồi bền, rồi gì đó vân vân trong các loại thực phẩm. Và cái người sử dụng thì không cần biết, miễn ra chợ thấy cái loại nào rẻ thì mua. Thì các cái loại của chất tẩy trắng công nghiệp thì thường rẻ tiền hơn là chất tẩy trắng thực phẩm. Thì như vậy, cái liều lượng sử dụng cũng như là cái loại không đúng thì nó khi xâm nhập vào cơ thể, nó gây ra những cái tác hại khôn lường. Khởi đầu bằng cái chuyện là có thể rối loạn tiêu hóa thôi, bởi vì chúng ta sử dụng vào trong cái cơ thể bằng đường ăn uống thì như vậy rối loạn tiêu hóa trước. Nhưng sau đó nó ảnh hưởng tới các màng tế bào, tới cái chuyện hấp thu các chất khác, mà tới màng tế bào thì cái chuyện thay đổi cấu trúc màng thì có thể gây ung thư. Và người ta thường nói đến cái những cái chất tẩy trắng này gây các ung thư tại chỗ như ung thư ruột, ung thư đại tràng, ung thư gan. Đó là những cái loại mà chúng ta thấy các cái nhà cảnh báo thường hay nói các cái chất này nó dư thừa thì sẽ gây ung thư các bộ phận nêu trên.
sinh thì rồi của mình nó vô qua tới Mỹ luôn á, con bé mập đó thì nó vô hả? Thằng đó vô thăm mình béo á chứ, bé mập là vô thăm mình béo, anh coi cái đúng cái rồi. Mạng á là mới qua nhà hàng rồi đã, nó quay nó bạn của thì trong cái món gỏi ngó sen thì thành phần chính là ngó sen và tôm thịt, kế tiếp thì gồm có là cà gót và ớt sừng cắt sợ và cần tàu và không thiếu mùi của rau găm chanh. Cái nguyên liệu kế tiếp phụ gia thì gồm có đường, muối, bột ngọt, giấm, ớt sai, tỏi sai, đậu phộng, gan, nước mắm và giấm. Đối với cái ngó sen thì ta nên chọn một cái loại ngó sen coi như là mua ngoài chợ về chưa có qua xử lý, nó còn bám những cái bùn vậy, là coi như ngó sen người ta chưa qua cái xử lý cái ngâm tẩy chất tẩy này kia, và cái cọng ngó sen không mập quá cũng vừa thôi, nếu mà mập quá thì cọng ngó sen nó sẽ già đi, nó không ngon. Nhỏ cỡ này, thon nhỏ cỡ này thì nó sẽ non chế biến món ăn là rất là ngon. Thì cái khâu sơ chế trước hết, người ta khi đem ngó sen về, người ta bỏ vô cái thau nước, dùng một cái miếng vải tẩy rửa cho nó hết cái chất bùn cặn bã, nó bám trên cái bề mặt của cái ngó sen. Xong xuôi thì người ta sẽ là cắt từng khúc khoảng độ 50 cm. Xong xuôi rồi người ta cắt xong xuôi cho vào một cái thau có sử dụng muối và nước chanh, thì người ta ngâm muối và cái nước chanh nó xen vào đó để cho nó tạo cái độ trắng tẩy mà không cần phải sử dụng chất tẩy, tại vì mình sử dụng chanh và muối để là đủ để tẩy trắng rồi. Khi mình đã ngâm cái ngó sen qua cái nước tẩy xong xuôi, xử lý xong xuôi, cái bước kế tiếp là cái bước sơ chế là mình dùng một cái thau đổ nước và giấm và đường cho cái ngó sen vào mình ngâm và mình để vào cái tủ lạnh cho nó có cái độ giòn. Thứ hai nữa mình để vào tủ lạnh để mình ăn lâu được. Cái gỏi ngó sen thì gồm có cái khâu sơ chế thịt,
và tôm thì thịt và tôm ta luộc, cho miếng muối vào nồi nước, nước sôi lên người ta cho tôm và thịt vào, ta luộc cho tôm thịt chín xong ra ta cắt thịt, ta cắt sợi, tôm thì bỏ đầu, lột vỏ, chừa đuôi, chẻ lưng để lấy cái chỉ dơ cái tinh lưng ra. Mình lựa con tôm tươi sống, nó không tươi sống khi mình làm ra thì nó sẽ tươi, nó không bị lửa, không lựa con tôm xúc đầu đó. Thịt thì ta lựa thịt ba rọi hoặc thịt nạc, có thể là lỗ tai, tùy theo ý thích của mọi người. Thì các bước để khi mình đã ngâm cái ngó sen qua giấm đường rồi, thì khi bắt đầu thịt mình đã sắc rồi, tôm đã bị lột vỏ rồi, thì bây giờ bắt đầu mình trộn một cái hỗn hợp gọi là cái nước gỏi. Nước gỏi thì ta sử dụng đường, nước mắm và chanh, cộng thêm đó là ớt và tỏi sai, ta trộn thành một cái hỗn hợp để gọi là cái nước gỏi khi cắt. Còn cà rốt thì người ta cắt sợi, ớt sừng cũng cắt sợi, rau găm cắt nhuyễn, cần tàu ta cũng cắt nhuyễn xong, trộn một chung một cái hỗn hợp tất cả các thứ vô và ta trộn lên. Gợi ngó sen là món khai vị quen thuộc trong những bữa tiệc. Với hương vị dai, giòn, thơm ngon của ngó sen kết hợp với những nguyên liệu khác, kích thích vị giác, tạo nên hương vị đặc biệt cho món ăn. Không những thế, khi các món chiên xào dầu mỡ hàng ngày khiến chúng ta cảm thấy chán ăn, nhất là trong những ngày hè nóng nực, thì gỏi ngó sen tôm thịt được làm từ ngó sen thanh, bùi và hơi đắng. Điểm xuyết thêm tôm thịt luộc hòa quyện vào là hương vị chua ngọt của nước mắm pha sẽ tác dụng tốt trong việc giúp bạn thanh nhiệt và cân bằng lại khẩu vị.